Xin chào tất cả các bạn nhé. Vào trong tháng 3 mình có hướng dẫn các bạn tham gia một dự án có tên là Sirius Valency nè các bạn. Mình đang chia tổng pool là 500.000 token XRX nè các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì cần copy địa chỉ của mạng ATA Network của mình, các bạn check xem mình có nằm trong wallet để claim token XRX không nha các bạn. Thì đối với bạn nào chưa có Figa về mạng ATA thì mình có một cái video hướng dẫn để cho các bạn forecast Figa với phần link mô tả dưới video nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chỉ copy địa chỉ với mình nè các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào link winlist với phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn check xem nha các bạn. Tìm kiếm ra thế các bạn dán địa chỉ mình vào nè các bạn. Chờ không có. Ok, để mình check lại các bạn. Ok, mình có nằm trong wallet nè các bạn. Rồi nếu bạn nào có nằm trong wallet thì các bạn chỉ copy phần link claim với phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Hạn chót của claim con token XRX này là ngày 18 tháng 8 nha các bạn. Thì các bạn nên claim nhanh nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ với MetaMask của tất cả bạn ra nè các bạn. Sau đó các bạn dán vào trình duyệt, các bạn claim thôi nha các bạn. Sirius Valency. Ok, mình claim được là 69.39 token XRX nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục claim nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn mình không có Figa token ATA ta, để mình đi forecast các bạn. Sau khi các bạn có forecast xong thì bạn bấm xác nhận là xong nha các bạn. Ok, mình đã claim xong rồi các bạn. Rồi con chắc thì mình để phần link mô tả dưới video, các bạn chỉ add con chắc vào nha các bạn. Thì sau này nó sẽ list sàn nào thì mình sẽ làm một cái video thông báo tiếp theo cho các bạn nha các bạn, và hướng dẫn các bạn bán nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn cho các bạn claim token XRX đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.